trong mãi trong kia thì Văn Trung sẽ không vào trong đấy được ha. Thì bây giờ mình quay sơ bên này trước. Ở trong đây có đường Tam Tạng này, à, sư phụ rồi tất cả kiểu giống như là cái phim Tôn Ngộ Không ấy. Thì cái sự kiện này với lại cái cầu Bình An này nó làm khá là nhiều bất ngờ đối với Văn Trung. Bên hướng bên trái này nó vẫn có một cây cầu này. Cây cầu này thì bắc dài khoảng 70-80 mét đấy. Có một camera cũng đang quay ghi hình này. Anh camera này cũng ghi hình tất cả mọi người ở trên đây nhé. Ra ngoài cái vùng bên này người ta sẽ đi đường. Đi theo sau ra cái hướng bên này mà ông thầy cũng sẽ ra ngoài được đúng. Ở ngoài đây thì nó hơi tối một chút xíu. Thank you.
bản này đang đi theo cái hướng phía sau. Hôm nay là làm có lẽ là chưa lớn lắm, sau 2 hôm nữa thì ở khu vực này sẽ là cái lễ cầu sẽ to hơn hôm nay. Người ta có thể là chặt tiết mổ cả trâu bò, rồi có bán thêm cả những cái dao kiếm, một cây thì cũng vài chục triệu. Quý vị có thể thấy cái phía bên này khán giả người ta ngồi đây xem, người ta xem quá là nhiều này. Thì tôi sẽ phải đi vào trong cái bên kia. Bên kia thì có lẽ sẽ quay sẽ gần rõ nét hơn. Còn bên này thì tập trung hơi bị xa ở cái chỗ người ta biểu diễn.